có một cái vấn đề về mặt sức khỏe chắc chắn các bạn phải để ý kể cả là trong thời gian ngắn đó là vấn đề sinh nở. Hello mọi người, thực ra thì Vincent làm những cái video mà về mặt gọi là bóc phốt về mặt à, kiến thức dinh dưỡng ấy, đặc biệt là những cái bạn ăn thô hay đặc biệt là những cái bạn mà cứ bị gọi là cuồng ăn thuần chay và tuyên bố nó một cách thái quá, tức là à, có thể nói là sử dụng những cái thứ liên quan đến niềm tin liên quan đến mê tín dị đoan để cung cấp ra những cái kiến thức hoàn toàn sai ấy. thì Vincent rất là phản đối cái chuyện này rất là nhiều bạn dẫn ra cái chuyện là uh, người ta lôi nghiên cứu này, lôi nghiên cứu kia rồi người ta lôi uh, những celeb này những ngôi sao kia, ăn thô ăn thuần chay này kia, nhưng mà các bạn đừng quên bức tranh tổng thể là có hàng tỷ người khác cũng ăn thịt có hàng tỷ người khác cũng ăn những bữa ăn đa dạng, đó, hay là một vài bạn ấy thì lôi ra cái chuyện là uh, có ông thầy này sống gọi là trăm năm, có ông gọi là À, bác học kia sống trăm tuổi nhờ chế độ ăn này nhờ chế độ ăn kia nhưng các bạn có biết được rằng cũng có rất là nhiều người khác ăn những chế độ ăn bình thường, ăn những chế độ ăn đa dạng, ăn những chế độ ăn thịt, người ta cũng đạt được những cái lợi ích tương tự và người ta cũng có số tuổi thọ tương tự, người ta cũng khỏe mạnh tương tự. Thì các bạn thường không đề cập tới cái này ở trong cái chuyện là nghiên cứu về mặt kiến thức hay là nghiên cứu về mặt khoa học hay là trong cái chuyện biện luận ấy là các bạn đang cố tìm cách tìm ra những dẫn chứng nhỏ lẻ để ủng hộ rằng mình là đúng cái này rất là sai vincent đã làm những cái video gọi là bóc phốt ông này, bóc phốt ông kia, bóc phốt cả những người dẫn nghiên cứu, bóc phốt cả những cái bài báo dẫn nghiên cứu, dẫn dịch sai ra, hay bóc phốt cả những cái trang media rất là lớn cũng dẫn dịch thông tin sai, có nghiên cứu, có trang này, có trang kia. Và kể cả trên thế giới, cái chuyện mà một nghiên cứu bị sai, sau đó là phải gọi là bị loại bỏ khỏi những cái hệ thống công bố, khỏi những cái hệ thống xuất bản về mặt nghiên cứu. Thường ngày thì các bạn nếu các bạn tìm hiểu về những cái trauma những cái scandal ở trong cái ngành nghiên cứu không thì các bạn cũng hiểu được rằng cái bức tranh nghiên cứu nó cũng như bức tranh ở ngoài đời các bạn phải biết cách chọn lựa thông tin biết cách chọn lọc thông tin và nhờ cái chuyện các bạn có cái hệ thống tức là các bạn đã từng được đào tạo bài bản và các bạn xây dựng được hệ thống kiến thức cá nhân thì khi bạn tiếp xúc được với thông tin mới bạn mới có cái để soi chiếu chứ không bạn sẽ bị sai rất rất là nhiều về mặt khái niệm còn chuyện mà các bạn chia sẻ về ngôi sao này ăn thô ngôi sao kia ăn chay từ những thông tin từ những video clip từ những buổi phỏng vấn mà các bạn xem được ở trên online và các bạn nghĩ rằng nó là sự thật thì các bạn đừng quên rằng họ là những ngôi sao họ có đi kèm với một cái đội ngũ truyền thông và ở thế giới thì có rất là nhiều những cái tờ báo theo cái dạng người ta hay đưa ra những cái thông tin giật tít để câu view để có view còn thực tế cái chế độ ăn cụ thể của từng người như thế nào, họ có bổ sung cái này, bổ sung cái kia hay chỉ là những cái thông tin để làm truyền thông hay không thì bạn rất là khó nói. Vincent cũng có thể đưa ra những trường hợp như là Liam Hemsworth này cũng từng ăn chay, không sau đó là phải bỏ ăn chay là tại vì mắc sỏi thận. Tại vì khi bạn lựa chọn cái nguồn thực phẩm ăn chay, ăn rất là nhiều rau xanh chẳng hạn và những cái loại rau xanh như là cải xoăn, những cái loại rau xanh như là cải xanh chẳng hạn thì có thể làm tăng cái mức oxalate ở trong gọi đường huyết của các bạn và oxalate chính là một trong những cái nguyên nhân gây ra sỏi thận rất là phổ biến hay một cá nhân khác mà có thể nổi tiếng hơn Liam Hemsworth đặc biệt là đối với những bạn nữ đó là nữ ca sĩ Miley Cyrus thì Miley Cyrus cũng đã từng chia sẻ công khai trên postcard của Joe Rogan về cái chuyện là Miley thì phải từ bỏ ăn chay do nó ảnh hưởng tới não bộ, nó ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ. I, I've been, was vegan for a very long time and I've had to fish and omegas into my life because my brain wasn't functioning properly. Theo đuổi cái chế độ ăn chay một thời gian dài thì có rất là nhiều chất khoáng có thể bị thiếu hụt và một cái vitamin rất là quan trọng là vitamin B12 có thể thiếu hụt. Và mình phải nhắc lại là vitamin B12 nếu mà bị thiếu hụt có thể gây ra những cái biến chứng về mặt não bộ mà không thể phục hồi. Nó rất là khác so với một vài các loại chất khoáng khác bạn có thể bổ sung này bổ sung kia hay là cái sự thiếu hụt nếu cái mức thiếu hụt nó ở một cái mức rất là nhỏ chẳng hạn thì có thể nó sẽ không ảnh hưởng được và sau đó bạn bổ sung lại thì dẫn tới cái chuyện bạn có thể hồi phục được bình thường. Nhưng nếu bạn thiếu hụt vitamin B12 ảnh hưởng tới những cái chức năng về mặt não bộ, chức năng về mặt thần kinh thì có thể theo thời gian những cái hệ quả của nó là bạn sẽ không thể phổi hồi phục được và đó là lý do tại sao Vincent nói là những cái mà ám ảnh về mặt tâm lý cũng có thể đến từ một phần là do thiếu hụt những cái chất dinh dưỡng rất là quan trọng như là chất sắt, như là canxi, như là vitamin D, như là vitamin B12. Cũng có thể một vài người sẽ nói rằng có thể bổ sung, có thể gọi là tắm nắng, có thể này, có thể kia. Nhưng cái mức độ ở trong dinh dưỡng mới là cái mức độ mà cơ thể chúng ta có thể tự điều khiển, tự điều chỉnh được. Kể cả bạn tắm nắng đi thì cái độ ổn định của cái chuyện bạn có thể tắm nắng hàng ngày hàng ngày ở những thời điểm khác nhau phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời khác nhau rất rất là nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chuyện tắm nắng còn cái chuyện bạn có được từ dinh dưỡng thì cơ thể chúng ta đã được tiến hóa để sinh ra những cơ chế để có thể gọi là tìm cách điều chuyển hấp thụ ít hấp thụ nhiều và điều chuyển để có thể lấy được những cái lượng dinh dưỡng cần thiết đó là một cái cơ chế rất là tốt còn cái chuyện bạn thiếu hụt những chất này chất kia thì mình cũng phải nhắc lại thôi. Chắc chắn sẽ thiếu hụt trong những cái thời gian ban đầu như những cái nhóm như là chất sắt như là vitamin B12 thì cái lượng tồn trong cơ thể có thể đủ để bạn gọi là kéo dài cái gọi là cái chuyện là duy trì sức khỏe bình thường từ 3 tháng từ 6 tháng hay thậm chí là vitamin B12 này có thể lâu hơn tùy thuộc vào cái chữ lượng của bạn tùy thuộc vào cái thói quen bạn ăn trước đó và mỗi ngày bạn bổ sung thêm một ít hay là bạn uh, mất đi một ít rồi bạn bổ sung lại một phần thì nó tạo ra một cái nét tức là tạo ra một cái một cái khối lượng tịnh vẫn ở trong cơ thể của bạn chẳng hạn thì cái sức khỏe của bạn có thể ngay lúc đó hay ngay 3 tháng, ngay 6 tháng nó chưa có nhiều những cái dấu hiệu về mặt suy sụp nhưng theo thời gian dài thì sẽ dẫn tới những cái hệ quả và đối với chuyện thiếu hụt vitamin B12 có thể cái hệ quả đó sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại. Ngoài những cái khả năng có những cái tác dụng phụ hay có những cái hệ quả xấu như là ám ảnh ăn uống quá mức hay như là chán ăn tâm thần hay như là bị gọi là suy sụp về mặt gọi là thần kinh rất rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện là thiếu hụt trong một thời gian dài như thế thì các bạn đừng quên rằng có một cái vấn đề về mặt sức khỏe chắc chắn các bạn phải để ý kể cả là trong thời gian ngắn đó là vấn đề sinh nở, đó là khả năng duy trì nòi giống là tại vì khi bạn bị thiếu hụt về mặt dinh dưỡng ấy thì rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là đây là vấn đề hormone ở trong cơ thể bạn nó sẽ xảy ra cái sự rối loạn và đối với một người phụ nữ hay kể cả một người đàn ông khi không có đủ được dinh dưỡng thiếu hụt những cái nhóm dưỡng chất thiết yếu như là những cái loại chất béo như là những cái loại vitamin như là những cái loại khoáng chất cần thiết cho những cái nhu cầu sản xuất ra những cái hormone sinh dục hay là ở nam giới là sản xuất ra cả tinh trùng hay là những cái hormone rất là quan trọng như là testosterone như là estrogen chẳng hạn thì có thể nó sẽ ảnh hưởng rất rất là lớn tới cái khả năng sinh nở các bạn và những cái hiện tượng như là mất kinh nguyệt ở nữ giới gọi là không có ham muốn cái chuyện là sinh nở ở nữ giới hay là những cái biểu hiện của chuyện là thiếu hụt testosterone ở nam giới hay là giảm khả năng tình dục ở nam giới hay giảm độ ham muốn ở nam giới khi mà người ta thực hành theo những cái chế độ ăn rất là thiếu hụt về mặt dinh dưỡng đó là ăn thô, ăn fruitarian hay thậm chí là ăn thuần chay trong một thời gian rất rất là dài và không dựa trên cái sự hiểu biết về mặt dinh dưỡng để có được những dưỡng chất bổ sung ấy thì thực ra những cái đó các bạn có thể tìm kiếm ví dụ, tìm kiếm nghiên cứu rất rất là dễ dàng. Nó không có khó để các bạn có thể tìm kiếm những cái nghiên cứu như vậy đâu. Còn chắc chắn bạn có thể lựa chọn ăn những cái gì bạn thích, những cái gì mà bạn muốn. Nhưng đừng truyền bá nó thành một cái thứ tôn giáo hay một cái thứ niềm tin, một cái duyên này, duyên kia đối với Vincent ăn uống nó là lựa chọn chứ nó không phải là cái duyên phận gì mình mới có thể ăn chay mình mới có thể này kia mình đã thực hành ăn chay mình đã huấn luyện cho người ăn chay mình đã gọi là có thể nói là nghiên cứu về dinh dưỡng học về dinh dưỡng đó rồi thi về dinh dưỡng rất là nhiều thứ về dinh dưỡng rất là nhiều thứ về tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle kết hợp với nhau để mình có thể đưa ra những cái rất là căn bản cho các bạn ở đây mình phải nói là những cái kiến thức rất là căn bản những cái kiến thức mà sẽ được áp dụng ở tất cả các trung tâm chăm sóc sức khỏe của tất cả những cái người làm trong cái ngành chăm sóc sức khỏe của các bạn còn nếu bạn không tin vào những cái người như thế hay không tin vào những cái ngành như thế thì chắc chắn rồi đó là lựa chọn cá nhân của ông bạn. Like the last two years kind of trying to figure out how to make it work for me because my blood tests were always like a little bit low. I would go anywhere with like a big bag of supplements. My hormones were not great. felt a lot of like a foggy mind. I felt that a lot cái chuyện cơ thể của bạn, sức khỏe của bạn, cuộc sống của bạn, bạn có quyền quyết định nhưng cũng đừng áp đặt tiêu chuẩn của bạn lên những người khác. Nếu bạn có thể thực hành hết tất cả những cái loại ăn uống, đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là cái lựa chọn cá nhân, chứ đừng nói là cái chuyện bạn chỉ thực hành theo những cái gì đó theo mốt ở trên online và bạn nghĩ rằng nó tốt, bạn nghĩ rằng nó thần thánh thì bạn đang trở thành một bầy gà hay một bầy cừu bị người ta chăn dắt, bị người ta lùa vào để người ta có thể kiếm được những lợi ích lớn hơn về mặt kinh tế thôi. Cái này là một cái mình có thể khẳng định 100% tất cả những bạn tham gia vào những nhóm ăn thô tham gia vào những nhóm ăn thuần chay thực dưỡng và truyền bá cái văn hóa đó trở thành một tôn giáo trở thành một cái đức tin các bạn đều đang bị lợi dụng để người khác có thể kiếm tiền mình chắc chắn 100% luôn. Cái này là một cái mình muốn nói và có thể rất là nhiều người ghét mình cũng có thể là rất là nhiều người 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 mà bạn bè kinh doanh ở Vincent gặp bên ngoài cũng có thể ghét mình sau cái video này, cũng có thể là không chơi Vincent nữa, block Vincent nữa, nhưng mình cũng phải nói cả những cái hội nhóm về ăn thô, về sống thuần chay, sống thực dưỡng lành mạnh ABCD kia mà đưa ra những thông tin về dinh dưỡng sai lầm, đưa ra những nghiên cứu so sánh người với động vật, tất cả những hội nhóm đó đều rất là độc hại và nó được điều khiển bởi những cá nhân có mục đích rõ ràng về mặt kinh doanh. Mình phải nói thật với các bạn như thế Còn sau đó những cái người đó có ghét Vincent hay có không chơi Vincent nữa Mình cũng cảm ơn luôn là tại vì mình không có thích chơi hay là có thích phải gọi là giữ bộ mặt giả tạo để gọi là xã giao với những người như thế mình không cần thiết phải tham gia những hội nhóm như thế mình tập trung truyền tải kiến thức đối với mình nó đã rất là đủ rồi having a lot invested in able to make còn cái video này thì Vincent xin kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới lúc này. Đừng quên like, share, subscribe nếu các bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh. Hãy comment cái ý kiến các bạn ở bên dưới để gọi là cùng với Vincent, cùng với các bạn, cùng với rất là nhiều người xem kênh có thể đưa ra những cái thảo luận chính xác hơn về mặt dinh dưỡng để giúp ích cho cuộc sống của chúng ta. Rất là cảm ơn mọi người.